Tối 25 tháng 11 tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng đại diện các bộ, ban ngành của Trung ương, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế và 124 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam khẳng định, qua 17 năm, chương trình đã góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò quan trọng của thương hiệu trong việc gia tăng giá trị cho sản phẩm, cũng như giá trị của doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường thông qua 3 tiêu chí: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Chương trình đã gặt hái được rất nhiều thành tựu nổi bật. Các doanh nghiệp đã khẳng định vị thế hàng đầu vững chắc trong lĩnh vực hoạt động của mình. Tham dự và phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực cũng như những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, ghi nhận những cố gắng của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương trong chỉ đạo và triển khai thành công các hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, những thành tựu mà các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đạt được thể hiện giá trị nhân văn, văn hóa doanh nghiệp cũng như tăng khả năng cạnh tranh của hình ảnh quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để tiếp tục đạt được các kết quả đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp cần khai thác tốt tiềm năng, tận dụng lợi thế để thúc đẩy xuất khẩu thông qua giá trị thương hiệu, kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng cường chủ động hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số, cách mạng công nghiệp 4.0. Điểm nhấn của chương trình năm nay là số lượng doanh nghiệp và số lượng sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng với tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Các doanh nghiệp mới tham gia chương trình có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia cũng tăng mạnh với 39 doanh nghiệp, chiếm 31,4% trên tổng số doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Bên cạnh đó, kết quả năm nay tiếp tục ghi nhận những con số đáng tự hào, đó là 17 doanh nghiệp đã có 7 lần liên tiếp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia kể từ kỳ xét chọn đầu tiên vào năm 2008.